Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 17 giờ chiều của Đài Phát thanh truyền Quảng Bình. Hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 2014 có những nội dung chính như sau. Đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 5 giai đoạn 2014-2020 và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Quảng Bình khai thác gỗ rừng trồng từ đầu năm đến nay đạt gần 160.000 mét khối. Phóng sự người nữ cán bộ dân vận khéo. Hôm nay ngày 15 tháng 10, Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ 5 giai đoạn 2014-2020, kỷ niệm 25 năm thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam và đón nhận huân chương độc lập hạng 3. Dự đại hội về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Hội cựu chiến binh Quảng Bình qua các thời kỳ và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể trong tỉnh. Về phía Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam có Trung tướng Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam. Từ đại hội thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu lần thứ tư đến nay, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp chặt chẽ với mặt trận và các đoàn thể nhân dân, triển khai sâu rộng, khá toàn diện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, hình thức phong phú, thu hút đông đảo cán bộ hội viên tham gia và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điểm nổi bật là các cấp hội đã động viên cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, gương mẫu nòng cốt thực hiện các quy ước, hương ước, nếp sống văn hóa trên địa bàn dân cư. Phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và chăm lo lợi ích hợp pháp của cựu chiến binh đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, số doanh nghiệp vừa và nhỏ do hội viên cựu chiến binh làm chủ có vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng ngày càng tăng. Từ phong trào thi đua xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp đã thực sự nâng cao đời sống của nhiều gia đình hội viên. Đến nay, trong cựu chiến binh toàn tỉnh đã xóa hết hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn 6,35%, giảm 3% so với năm 2009. Hộ khá và giàu tăng lên 55%. Bên cạnh đó, phong trào thi đua đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ. Chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội cựu chiến binh trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng vào thành quả chung của toàn tỉnh. Đại hội đã nghe những tham luận của các cá nhân, tập thể điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Qua đó, đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và phát triển các phong trào, cuộc vận động và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao huân chương độc lập hạng 3 cho Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình. Để giúp người dân Quảng Bình có nguồn nước sử dụng hợp vệ sinh, khắc phục những khó khăn do thiên tai bão lũ gây ra, ngày 14 tháng 10, Tổ chức cứu trợ trẻ em Việt Nam đã tiến hành cấp phát bồn đựng nước cho một số hộ gia đình ở xã miền núi Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch. Tại xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, Tổ chức cứu trợ trẻ em Việt Nam đã cấp phát nghiệm thu bàn giao 27 hệ thống thu nước mưa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hệ thống thu nước mưa cho gia đình ở đây có giá trị trên 4 triệu đồng, bao gồm máng hứng nước, ống dẫn và bồn inox chứa nước. Trong tháng 9 vừa qua, Tổ chức cứu trợ trẻ em Việt Nam cũng đã hỗ trợ trên 450 triệu đồng cho 40 hộ gia đình trong xã làm lại mái nhà. Được biết, thời gian qua, Tổ chức cứu trợ trẻ em là một trong những tổ chức phi chính phủ đã tích cực hỗ trợ nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở tỉnh Quảng Bình, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến trẻ em, phòng ngừa và cứu trợ khẩn cấp trong các đợt thiên tai bão lũ xảy ra. Từ năm 2010 đến nay, Tổ chức cứu trợ trẻ em đã thực hiện các hoạt động cứu trợ tại tỉnh Quảng Bình với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Thời gian qua, việc phát huy hiệu quả từ trồng rừng và khai thác rừng trồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân, giúp nhiều hộ nông dân, đặc biệt là những địa phương có nhiều diện tích đất trồng đồi nội trọc để trồng rừng phát triển kinh tế. Từ đầu năm đến nay, cả địa phương trong toàn tỉnh đã tích cực chỉ đạo người dân khôi phục lại diện tích rừng bị thiệt hại do các đợt thiên tai gây ra, đồng thời đẩy mạnh khai thác gỗ rừng trồng. Trong 9 tháng đầu năm, khối lượng gỗ rừng trồng đã khai thác được đạt gần 160.000 mét khối, bằng 97% so với cùng kỳ. Riêng trong 9 tháng đạt 16.000 mét khối. Các địa phương có sản lượng khai thác gỗ rừng trồng lớn như Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch. Tuy nhiên, so với các loài cây lâm nghiệp khác, thì sản lượng nhựa thông và mủ cao su khai thác trong năm 2014 giảm mạnh do ảnh hưởng của cơn bão số 10 năm 2013. Trong đó, nhựa thông khai thác đạt trên 2.250 tấn, giảm 38%. Mủ cao su khai thác được 1.300 tấn, giảm 30% so với cùng kỳ.
Tận dụng nguồn nguyên liệu rơm rạ và mùn cưa gỗ cao su sẵn có tại địa phương, nhiều lao động là đoàn viên thanh niên ở xã Thuần Đức, thành phố Đồng Hới đã mạnh dạn ứng dụng sản xuất trồng nấm nhằm tạo việc làm cho nhiều lao động và đưa nấm trở thành loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe và bữa ăn hàng ngày của người dân. Tháng 6 năm 2014, mô hình trồng nấm được tiến hành đầu tư sản xuất từ nguồn kinh phí do đoàn viên thanh niên xã Thuần Đức, thành phố Đồng Hới đóng góp với tổng nguồn vốn ban đầu trên 10 triệu đồng. Mô hình trồng nấm này đã nhận được sự hỗ trợ về nguồn giống từ Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình và được Trung tâm tập huấn kỹ thuật trong chăm sóc nấm ăn và nấm dược liệu trên nguyên liệu rơm rạ và mùn cưa gỗ cao su cho 30 đoàn viên thanh niên của địa phương. Sau 3 tháng trong thử nghiệm, đến nay mô hình trồng nấm đã có hơn 1.000 bịch gồm nấm linh chi, nấm so và nấm rơm, trong đó nấm so đã bắt đầu cho thu hoạch. Được biết, sau khi thực hiện thành công mô hình sản xuất nấm, đoàn thanh niên xã Thuần Đức sẽ kết hợp với hội nông dân phổ biến kỹ thuật trồng nấm thực phẩm trên nguyên liệu rơm rạ đến bà con nông dân tại địa phương, đồng thời đầu tư nhà xưởng để mở rộng quy mô sản xuất nấm trên nguyên liệu mùn cưa gỗ cao su nhằm đưa Thuần Đức trở thành một trong những địa chỉ sản xuất và cung cấp nấm sạch trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có nhiều tấm gương điển hình trong phong trào dân vận khéo tại cơ sở. Chị Nguyễn Thị Quyên ở bản Khe Ngang, xã miền núi Trường Xuân, huyện Quảng Ninh là một trong những nữ cán bộ cơ sở được dân mến, dân tin và làm theo. Đây là một buổi sinh hoạt nhóm truyền thống về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tại bản Khe Ngang, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Với vai trò là chi hội trưởng chi hội phụ nữ của bản, chị Nguyễn Thị Quyên thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt như thế này, hướng dẫn các chị em cách chăm sóc nuôi dạy con cho đến cách trồng cây ngô, cây lúa, cây cao su, nuôi lợn, bò, học cách làm ăn kinh tế. Lâu dần rồi cũng thành quen, bà con Vân Kiều ở bản Khe Ngang này cảm mến chị Quyên và vận dụng vào thực tiễn những kiến thức mà chị đã truyền đạt cho họ. Chị Quyên đang là giúp cho em là vay vốn ấy. Vay vốn xong đó thì em đầu tiên vốn là 5 triệu thì em mua được một con bò. Còn xong con bò thì em trả xong 5 triệu đó thì em vay lại 20 triệu. 2 triệu xong thì em đang trồng cây. Trồng cây cũng 5 năm, 6 năm rồi. Gia đình cũng gọi là cũng khá hơn rồi, hơn bữa trước, cho con đi học đầy đủ. Nói gương bác, chị Quyên đã vận động chị em đề cao tinh thần một miệng khi đói bằng một gói khi no, lá rách ít đùm lá rách nhiều bằng cách tiết kiệm gạo trong ăn uống hàng ngày. Bây giờ, cứ đến bữa cơm, mỗi chị em lại bóc một nắm gạo của gia đình cho vào một cái hũ gạo đặt nằm riêng ở một góc nhà. Qua gần 4 năm triển khai, bản Khe Ngang có 100 hộ dân thì cũng có chừng đó hộ gia đình có hũ gạo tình thương. Bình quân mỗi năm các chị em quyên góp được 500-600 lon gạo, bán ra được khoảng 2 triệu đồng. Số tiền không lớn nhưng chị em có quỹ để thăm nom nhau mỗi lúc ốm đau và hỗ trợ cho các gia đình khó khăn mua con giống tăng gia sản xuất. Gặp chị em trong thôn bán thì cũng nói là bây giờ là trong thôn bán mình á, trước tiên là mình là một người họ Hồ, làm theo tấm gương của bác thì mình phải đi đầu và gương mẫu. Thì đối với địa phương mình á, làm đồng tiền rất là khó. Để hàng ngày mình có tiền thì không có. Nên mình sẽ tổ chức là chị em bàn bạc là tổ chức là mình làm cái hũ gạo tình thương, vì ngày nào mình cũng nấu cơm thì rất là dễ cho chị em. Thì sau khi về triển khai hoạt động thì chị em cũng rất là hưởng ứng. Thì cái quỹ này chúng tôi hoạt động thì không ngoài mục đích là giúp những gia đình đau ốm hoạn nạn hoặc là những cái bà già cô đơn neo đơn. Đau nặng là trị giá là 30 lon gạo. Mà đau nhẹ thì chỉ giá là 30.000 đồng. Đi thăm hỏi cũng hết cái số tiền này thì chúng tôi đã bàn bạc là bây giờ mình sẽ cho vay. Cho vay không ngoài mục đích là phát triển kinh tế, chăn nuôi lợn và chăn nuôi gà. Thời hạn là chỉ 1 năm thôi, thì để cho chị khác vay nữa. Thì vay với số tiền là 1 triệu trong 1 năm. Mà khi vay thì phải cam kết với nhóm là mình làm thế nào là đúng 20 tháng 10 năm đi vay là 20 tháng 10 năm sau là mình phải trả vốn. Trong khuôn khổ các chương trình dự án hỗ trợ phụ nữ vùng sâu vùng xa, chị Nguyễn Thị Quyên còn là một trong những thành viên tích cực tổ chức cho chị em tham gia sinh hoạt nhiều tổ nhóm tiết kiệm trong bản như nhóm sở thích nuôi lợn, nhóm tiết kiệm riêng, nhóm tiết kiệm thôn bản do dự án Plan hỗ trợ, quỹ hỗ trợ phát triển, quỹ phát triển nông thôn giảm nghèo của huyện Quảng Ninh. Đến nay, các nhóm tiết kiệm do chị Quyên chỉ đạo đã huy động hơn 100 triệu đồng cho các chị em ở bản Khe Ngang vay vốn xây dựng hàng chục mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình theo mô hình gia trại, nông trại. Trong cái phong trào nông thôn mới vừa qua thì chị Quyên là một trong những cái thành viên năng nổ. Nhờ cái sự vận động của chị thì
ở bản Khe Ngang của xã Trường Xuân đã có một cái hộ đồng bào Vân Kiều tình nguyện hiến hơn 400 mét vuông đất để xây dựng cái nhà văn hóa của bản Khe Ngang. Một trong những cái việc làm hết sức là quan trọng, và đặc biệt trong cái tuyên truyền pháp luật đối với cái thành viên của cái ban tuyên truyền pháp luật của xã thì chị đã có cái vai trò đóng góp rất là lớn trong cái việc tuyên truyền người dân không đốt phá rừng và bảo vệ rừng. Nhắc đến chị Quyên thì rất là nhiều người ở bản Khe Ngang và đặc biệt là đối với ngay cả đối với đồng bào người Kinh của xã Trường Xuân cũng rất là thán phục một cái tấm gương phải nói rằng là ăn cơm nhà vác tu va hàng tổng, mặc dù là đảm nhiệm rất là nhiều cái chức vụ khác nhau ở trong một cái địa bàn của một bản của xã Trường Xuân, nhưng mà với một cái phụ cấp rất là ít ỏi chị cũng phải là sắp xếp công việc gia đình và hoàn thành rất là xuất sắc những cái nhiệm vụ mà ở xã cũng như là ở huyện giao. Từ những việc làm thiết thực của chị Nguyễn Thị Quyên mà đồng bào Vân Kiều nơi đây đã biết cách làm ăn, tự mình chăm lo đời sống cho gia đình. Bản Khe Ngang giờ không còn hộ đói, số hộ khá giả ngày càng tăng. Bộ mặt nông thôn nơi đây đang khởi sắc từng ngày. Tận tụy vì dân bản nên dẫu chẳng sinh ra trên mảnh đất này, chị Quyên vẫn được đồng bào Vân Kiều yêu thương, tin tưởng, xem chị như chính người con của bản làng. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết chiều và tối nay. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 1 đến 1,5 m.